Chào mọi người nhé. Thì hôm trước mình đã làm cái video phân tích về cái mạch driver của các cái dòng bếp từ. Thì hôm nay mình làm video này nói về cái việc là cái bếp từ mà sử dụng các cái bo này. Thì các bạn có thể thấy là như cái bo này nó có 3 transistor, 3 cái transistor mắc tạo thành một cái mạch driver. Và đối với cái mạch này thì nó lại sử dụng bốn cái transistor dán, bốn cái đèn dán 1 2 3 4 như này. Đấy, thì hai cái mạch này nó có cái sự khác nhau như nào và cái hoạt động của nó như nào thì để chúng ta biết mà đo cho nó phù hợp. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là các bạn biết được nguyên lý làm việc của từng cái mạch như vậy. Thì đầu tiên là như các bạn biết lần trước là mình nói về cái mạch có 3 transistor. Đây. 1 2 và 3. Thì một con là đằng trước và hai con đằng sau nó mắc. Thế thì cái loại thứ hai mà mình muốn nói là có 4 transistor thì nó sẽ thêm một con mắc vào đây nữa. Thì lát mình sẽ phân tích cái mạch đó. Thì đối với cái mạch 3 này nhá. Đối với cái mạch 3 transistor, mạch driver mà có 3 transistor thì cái phần đằng sau nó giống y nguyên nhau, y nguyên si, kể cả cái transistor này nó cũng giống. Và cái tín hiệu ra của cái thằng vi xử lý này thì khi mà nó đóng, tức là nó muốn cái thằng g chân g của IGBT có điện thì nó phải dập cái thằng này xuống mát. Đấy. Còn không thì nó sẽ trả về 5V hoặc là nó không dập xuống mát. Đấy, nó tách ra, cách ly ra. Đấy, thì khi mà tín hiệu thằng này dập xuống mát thì thằng này có. Như vậy thì nó ngược tín hiệu. Đúng không nào? Vi xử lý là xuất ra ngược tín hiệu so với cái thằng chân G này. Và cũng như vậy thì đây là cái mạch của cái thằng bếp Kangaroo KG419i mà nó sử dụng bốn cái transistor dán này này. Thì nó sử dụng giống y cái mạch đằng sau này, giống y như là cái mạch 3 transistor. Đấy, nó thêm một cái đằng trước nữa. Nó cũng treo 18V vào chân B này. Nhưng thay vì nó sẽ dập trực tiếp cái sung này xuống đất thì khi nó dập cái chân B của cái đèn đằng sau rồi này, đèn Q6 này xuống mát bằng thông qua cái đèn Q9 này. Đấy. Và nó ngược tín hiệu so với cả cái mạch mà sử dụng 3 transistor, tức là bây giờ khi mà muốn cấp tín hiệu đến chân G của IGBT thì cái chân này này nó phải có điện. Thì cái chân này này thì Q6 này nó phải tách ra, mà nó muốn Q6 này tách ra. Đấy, thì cái Q9 này nó phải đóng. Vì vậy cái chỗ này nó sẽ xuất ra 5V. Đó, vi xử lý nó xuất ra 5V. Thì cái thằng chân G của IGBT này này nó sẽ được cấp điện. Như vậy là cái chân vi xử lý này nó sẽ xuất ra tín hiệu dương thì IGBT, chân IGBT cũng có tín hiệu dương, sẽ làm mở IGBT. Và khi nó dập xuống mát hoặc là nó không có tín hiệu 5V, nó không có tín hiệu 5V thì cái thằng R17 nó sẽ thoát qua thằng R17 này, không có tín hiệu 5V thì cái đèn này nó tắt dẫn đến chỗ này có 18V. Và 18V này nó sẽ làm cho cái đèn Q6 dẫn. Đèn Q6 dẫn thì nó sẽ kéo cái điện áp từ cái chân B này kéo xuống mát. Và như vậy thì Q8 nó dẫn và nó sẽ xả điện về mát. Q7 không dẫn. Đấy, thì là nó đồng pha, tức là thằng này có tín hiệu thì thằng này cũng có. Còn cái mạch 3 bên này, mạch 3 transistor thì thằng này dập mát,
thì thằng này mới có điện, tức là nó ngược lại, cái tín hiệu nó sẽ ngược lại. Đó, thì đấy là cái sự khác nhau giữa hai cái dạng là mạch driver có 3 transistor và mạch driver có 4 transistor. Nó chỉ khác nhau ở cái tín hiệu đưa ra ở chân vi xử lý và thêm một cái đèn này là giống cái đèn đệm thôi. Đấy, nó rất đơn giản phải không nào? Thì cái nguyên lý làm việc của cái mạch driver thì nó giống hệt như là 3 thôi. Đấy, giống như cái video trước mà mình đã phân tích. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.